Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Thì ở cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái combo để lắp cho cái dạng loa kéo. Các bạn có thể sử dụng cho loa kéo 3 đường tiếng nhé, bát 40, trung 20 và bốn con chép kèn 250, hoặc là một con 750 hoặc một con 850 thì cũng là ok. Thì ở cái cấu hình này á thì mình sẽ làm là cho bốn con loa coi 250 coi nhỏ. Thì ở đây mình có mấy cái loại loa này thì mình ghép luôn. Đấy, mình ghép luôn cho cái này. Thì còn đâu thì các bạn có thể ghép chép 350, 250 thì cũng được. Với cái cấu hình này á, thì là mình làm cho cái dòng trung là bát 20 và bát 25, trung 20 hoặc 25 làm ba làm trung, và sử dụng là một con bát 40. Đấy. Thì nó là một cái cấu hình, bản chất nó là một cấu hình 3 đường tiếng mở rộng, nhưng thực ra nó sẽ là hai loa này bốn với cả bốn loa nhỏ thành 6 loa nha các bạn nhé. Đó thì đây là một cái cấu hình dành cho dòng loa 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 kéo các bạn ạ, dòng loa kéo, hoặc là những cái mạch mà các bạn cần bổ sung thêm làm riêng cho cái mạch của lòng loa trung hoặc lòng loa chép thì đều được. Đó, thì đối với cái thằng dòng máy loa kéo thì tất cả các bạn khi mà được mình tư vấn thì mình cũng đã nói về cái dòng loa kéo chạy mạch. Đối với dòng loa kéo chạy mạch á thì cái phần mà loa bát các bạn, loa bát thì các bạn nên để cho nó đánh thẳng nha các bạn. Đó. Thì trước tiên là mình cũng sẽ test cái âm thanh của nó luôn để cho các bạn cùng lắng nghe nhá. Cùng lắng nghe cái chất âm này của nó này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ giải thích các bạn các cái phần này. Ở đây mình sẽ test luôn một cái bản nhạc có lời luôn cho các bạn nhé. Ok các bạn nhé, thì ở đây á là cái con này là con bát 25, thì mình không có con bát 20 ở đây thì mình sử dụng con này để làm loa trung. Còn bình thường con này của nó nhé thì nó lại làm loa súp các bạn ạ. Đó, nhưng mà mình có thể hoàn toàn sử dụng cái này con loa trung. Bây giờ đi vào cái cấu hình loa này thì thứ nhất là con loa bát này mình cho nó đánh thẳng các bạn nhé. Đánh thẳng này. Đây là một đường từ âm ly ra, đánh thẳng nha các bạn. Còn qua phân tần này thì chỉ có một đường ra loa trung và bốn đường ra loa chép nha các bạn. Đây, đường này là đường đường vào này. Đấy, còn đây là đường loa trung này, loa trung đây nhé, đó loa trung này và bốn con loa chép, đấy bốn loa chép. Bây giờ mình sẽ đến gần hơn cái sản phẩm này, mình sẽ test cho các bạn thấy cái loa trung của nó nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái thằng loa mình sẽ bỏ cái thằng đường loa bát này ra các bạn, đó để các bạn cùng nghe con này nó sẽ làm loa trung thì nó như thế nào và loa bát thì nó như thế nào. Đấy nhá, thì đấy đây nó đang là cái thằng loa trung các bạn. Bây giờ nhá, mình sẽ cho con này thành loa bát để các bạn cùng xem. Các bạn sẽ cùng thấy cái chất lượng của nó, âm thanh của nó nhá. Con này nó đang là loa bát, khi mình nối qua đường này thì nó sẽ thành con loa trung, tiếng của nó là như vậy, nó cắt gần như là hết cái phần âm trầm của nó và chỉ để cái phần tiếng loa trung thôi, và đặc biệt là cái tiếng của nó sẽ rất sạch và sáng. Các bạn có thể nghe. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe nó làm một cái con loa bát như bình thường nhá. Đây các bạn nhé, nó đang loa trung này. Bây giờ mình sẽ chuyển qua thành loa bát cho các bạn nghe nhé. Đó, loa bát này. Đây là loa trung này. Đó. Các bạn nhìn thấy màng của nó không hề rung lên tí nào đấy.
Đây là chỉ có chung thôi, chung mới chép thôi các bạn nhé. Đây, bây giờ mình đã cho nó thành loa bát đây. Để các bạn thấy rằng là nó khi nó biến thành loa chung của nó nghe nó rất là sạch tiếng và nó không còn tiếng bát nữa các bạn ạ. Đó, đấy là chính là cái tác dụng của phân tần các bạn ạ. Đó. Ok các bạn nhé, thì vừa rồi mình đã test cái phần phân tần này trên cái con chung là con chung là con bát súp 25. Đó, mình sẽ sử dụng cho nó làm con loa chung và mình có kết hợp với cả con bát 40 để trở thành một phân tần 3 đường tiếng. Thì đối với cái dòng loa kéo các bạn chỉ cần sử dụng một mạch như thế này và các bạn đánh thẳng. Đây, bát 40 thì các bạn sẽ đánh thẳng các bạn nhé. Còn đâu cái thằng loa chung và loa chép này thì mình sẽ đi qua cái phân tần này thì đánh mạch nó sẽ rất là ok. Nó sẽ không bị ảnh hưởng đến phần mạch vì phần loa chung này với thằng loa chép á, khi đi qua tụ thì công suất của nó rất là nhỏ. Ra trong cái dàn loa của các bạn thì công suất 80-90% nó nằm ở cái thằng loa bát này. Các bạn này chứ không phải là nằm ở loa chung với loa chép. Đó, thì đối với cái mạch mà mình làm cho cái thằng loa chung với chép mà mình làm tụ và trở nó ok nha, thì đánh nó cũng vừa nhẹ nhàng. Đấy, và mạch nó vẫn chạy ok mà tiếng âm thanh tiếng của nó khá là hay nha các bạn. Đó thì đấy là cái nội dung video hôm nay là mình lên một cái mạch 3 đường tiếng cho cái dòng loa kéo các bạn nhé. Đấy. Nó sẽ cấu hình của nó sẽ là như thế vậy. Đó, để cho các bạn chúng ta thì các bạn có thể tham khảo cái dòng mạch như thế này. Đó, giá nó rất là rẻ thôi các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình để đặt hàng các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.